Nào nước tới là con đứng về nha. Ồ, một dải san hô, xác san hô. Cẩn thận đứng nó thôi. Này sâu nè. Đứng nó với ông ngoại đi. Nhặt san hô mà chơi đi. Có cái gì đen đen vậy? Đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Thôi đứng ngoài thôi, đứng trong thôi. Ngoài nước vô kìa. Nước vô ướt quần này, ướt quần này. Ô, có cái gì đây? Cái gì đây? Nè. Cho nè. Cởi ghế ra hả? Ờ, cởi ghế ra đi. Có bên này nè, có bên này ướt san hô con nè. San hô này mà mài mòn thành cát luôn. Cái này giống sừng hươu không? Sừng hươu này. Đào. Nước trong nhuốm thật rồi. À cái màu này màu xanh. Xanh giống Dubai này. Sống kia. Cẩn thận chân nha. Ui, cái gì vậy? Làm cái gì, giục cái gì đó. Thôi vô con thôi. Chạy ra chị nước thôi. Rửa tay nữa hả? Chơi đi chứ. Đúng ngoài đảo khác ở trong đất liền nè. San hô. San hô sao mà nó chết nhiều thế này. Ốc nè. Ốc trinh nữ nè coi. Ốc trinh nữ. Ok, ở nhà con có một ốc lên thế này đúng không? Nhà con nhặt cái nào đẹp con mang về nhà nha. Ok, tìm cái khác nữa đi. Có cái nào đẹp không? Cái đó hả? Cái đó vỏ ốc hả? Ướt quần hả? Cái này đẹp không? Cái này đẹp không? Ở trong hơn, ra đây. Đâu, cái này đẹp không? Đi tìm cho.